Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái mã vận đơn trên TikTok Shop nha. Ok các bạn, thì các bạn vào trong những cái đơn của các bạn á, thì ở đây mình có hai đơn ha, mình sẽ bấm vào vận chuyển hàng loạt nè. Rồi mình chọn hàng loạt ha. Rồi mình bấm sắp xếp vận chuyển. Rồi lấy hàng. In nhãn vận chuyển. Share ha các bạn. Mình cũng share qua bên chỗ cái black label nãy đó các bạn. Nhớ bật Bluetooth lên nha các bạn. À, các bạn thấy không? Ở đây có hai đơn nè. Rồi bây giờ mình bấm in ha. Ở đây á, khi hồi nãy mà các bạn đã thiết lập cái hộ giấy, cái mực in và cái tốc độ in rồi á, thì nó sẽ lưu lại nha, các bạn không cần phải chỉnh lại nha. Bây giờ các bạn chỉ cần bấm kết nối máy in và các bạn in thôi. Rồi bấm in nè. Các bạn chờ xíu nha. Nó sẽ ra hai đơn cho các bạn luôn nha. Nó ra hơi chậm xíu nha các bạn. Đây nè các bạn. Đó các bạn không? Đó ra hai đơn cho các bạn luôn nha.